Dạ, em chào bác sĩ ạ. À, chào cậu. Cậu đến khám gì đấy? Ô, bác sĩ không nhớ em à? Tháng trước em vừa đến đây để khám ghẻ mà. Khám ghẻ à? Dạ. Ờ, thế hôm nay đến khám gì? Khám ghẻ à? Hả? Thế vẫn chưa khỏi à? Dạ chưa ạ. Thế cậu có làm theo đúng như hướng dẫn tôi đã hướng dẫn cho cậu không? Dạ có, em làm y như bác sĩ nói ạ. Thế cậu có tắm thường xuyên không? Em tắm thường xuyên. À, ngày tắm mấy lần? 3 lần. 3 lần thì tại sao lại bị ghẻ được? Dạ. Người ta chỉ tắm 1 lần thôi là đủ rồi. À, thế cậu tắm nước giếng hay là nước máy? Dạ em dùng nước máy sạch lắm ạ. Thế có dùng xà phòng hay là sữa tắm gì không? Dạ em dùng đầy đủ ạ. Quái lạ nhỉ. Thế tại sao lại bị ghẻ? Em là em cũng chẳng hiểu sao. Em cứ nghỉ tắm 1 tháng là y rằng là bị ghẻ lại. Bứa lắm bác sĩ ạ. Ừ.